Chào tất cả mọi người, hôm nay là ngày đầu tiên mình đi làm ở công ty Data Logic. Bình thường thì được ngủ tới 7-8 giờ, hôm nay là thức 5 giờ sáng để pha nước nóng, pha cà phê nè. Từ nay là phải từ biệt ăn chơi nhảy múa luôn. Nay bận quá nên cũng không có thời gian dọn dẹp, nên nhìn mọi thứ cái gì cũng hơi bừa bộn một tí. Công ty mình thì có xe đưa đón luôn nha. Công ty nằm ở khu công nghệ cao quận 9, còn mình thì ở quận 10 nên thôi đi xe cho khỏe. À, cái bình này nhìn ghê quá. Lên đồ thôi. Các bạn có biết trường chuyên Lê Hồng Phong không? Mình đón xe công ty ở đó đó. Bữa nay mấy em lớp 9 thi lên lớp 10 nên bãi xe Lê Hồng Phong không có nhận mình rửa xe rồi. Mình qua trường khoa học tự nhiên kế bên để gửi ha. Đó. Ngày đầu tiên rất là hồi hộp luôn các bạn. Mấy chị HA của công ty mình rất là dễ thương. Chỉ mình cách đón xe rất là tận tình luôn. Ngày đầu mình đi thì rất là may mắn, cảm ơn chị Vân đã hướng dẫn mình cách lên xe. Mình mới vừa tới à là được mấy chị HA dẫn vô phòng để training rồi, gọi là HA Orientation. Rồi mình sẽ thay đồ đi vô nhà máy để tham quan nhà máy của công ty. Nè, con mình mặc đồ nè, đó mấy bạn đi chung với mình. Mặc dù mình làm bên bộ phận A&D nhưng mà vẫn phải biết là công ty mình làm về gì nên là đi tham quan cho biết. Công ty mình có phòng gym nữa nè mọi người. Đây là bàn làm việc của mình nha. Welcome to Data Logic, Trần Văn Khải. Nhà máy to quá, đi một hồi lả người luôn, ngồi nghỉ mệt với các bạn. Còn đây là sảnh lễ tân của công ty. Thật ra thì vô chưa có làm liền đâu mọi người. Mình phải training tới 3 tháng nữa mới bắt đầu nhận việc chính thức. Công ty mình thì bao ăn sáng ăn trưa. Đầy đủ trưa của công ty mình nè. Ok, bây giờ chị chụp hình thôi. Check in time. Hôm nay là ngày bảo vệ luận văn của bé Duyên Lý. Xin lỗi vì không tham gia được nha. Vậy là hết rồi, xin chào tạm biệt.